Cô dâu 200 cây vàng Trần Thu Hương ở Nam Định là cái tên khiến nhiều người ấn tượng nhất bởi màn hồi môn hàng trăm cây vàng trong đám cưới tổ chức ở lâu đài 7 tầng hồi tháng 1 năm 2019. Từ đó đến nay, người đẹp ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bất cứ điều gì cô chia sẻ về cuộc sống riêng đều thu hút sự quan tâm của vô số thành viên mạng. Sau 2 năm theo chồng, gia đình nhỏ của cô dâu 200 cây vàng ở Nam Định đã đón thành viên mới chào đời vào tháng 2 năm 2020. Hiện tại, cô con gái đầu lòng đã tròn 1 tuổi. Mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ đã chia sẻ những khoảnh khắc bữa tiệc cực kỳ hoành tráng nhân ngày con gái tròn 1 tuổi, khiến cư dân mạng chỉ biết lác mắt trầm trồ khen ngợi. Trong không gian được trang hoàng lộng lẫy có cả dàn nhạc hợp xướng, Thu Hương và các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên con gái 1 tuổi. Gia đình nhà cô dâu đeo đầy vàng Nam Định cũng gây chú ý khi ai nấy đều sở hữu nhan sắc cực phẩm. Riêng bà ngoại đứng cạnh nổi bật nhất với thần thái chuẩn phu nhân nhà giàu. Cách đây chưa lâu, người đẹp Thu Hương đã cho dân tình lác vác với bữa tiệc mừng 20 tháng 10 được chồng đứng ra tổ chức, mời bạn bè đến dự. Không gian tiệc của Thu Hương trang hoàng hoành tráng, không thua kém bất kỳ sự kiện lớn nào của năm. Sau khi kết hôn, Thu Hương không khiến những người theo dõi mình thất vọng khi luôn khoe mọi khía cạnh màu hồng mà bất cứ cô dâu nào cũng mong ước. Đây không phải lần đầu tiên cô dâu 200 cây vàng có một bữa tiệc hoành tráng như vậy. Hồi tháng 5 năm 2020, vợ chồng Thu Hương cũng đã tổ chức một party cực to cho con gái. Thời điểm ấy, Thu Hương khiến dân tình trầm trồ bởi độ chiều chơi và nhan sắc thu hút sau 3 tháng sinh con. Cô từng chia sẻ mình luôn được chồng chiều chuộng và chăm sóc. Cô dâu Thu Hương và chồng khoe không ít khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân.